hèo rồi. Hô hèo hả? Hô hèo hả ông ngựa? Ơi con hô hèo. Hô hèo hô dễn nha ba. Thì anh mở bao lên đây. Cái này còn tụt gút không? Thì hồi sớm giờ là anh em đi thăm cũng 5-6 cái mà thấy cái này dính rồi bật máy lên quay nè. Thì cũng đầu video cũng cho Dương gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian của mình ra để xem clip của Dương nha. Thì ngày hôm nay Dương có dịp đi qua đây đi thăm với ông anh Tư của Dương mà. Thì cái này cái đâu cái thứ 5 nhiều. Cô còn hôi dần lắm. Dần cứ dần này dần đang thui luôn, thui bụi luôn. Nó sắp sửa lột da mà. Còn là gần chanh luôn. Rồi hút ra thì được. Phần này ỉa mà. Con gắn đầu tiên, mà cái bẫy này là cái bẫy thứ 5, thứ 6 gì chứ không phải là cái bẫy đầu tiên đâu mà. Thì ngày hôm nay mấy anh em đi á, là cũng đông người lắm mà. Tới 4 người rồi. Hai anh em ngoài kia nó chạy xe. Giờ anh đăng ký rồi anh ơi. Chú khỏe. Anh chim mày hơi anh vỗ vỗ đậu ra. Đây thì cũng nhìn người ta dữ lắm mà. Chỗ trống rỗng gì mình nó dính kìa. Bộ tròn hô hèo, hô dện đen, con này sắp đột da mà. Từ thôi đâm luôn. Trời ơi, con này. Ok luôn. Nhá địa hình cho anh em xem luôn. Trống rỗng thì trong mình đặt mấy cho anh đặt cho mấy cục khác vậy không bà. Theo mấy cái mé bờ của mấy cái hồ. Thôi cho Dương ốp máy đi nha. Em lấy dài lấy chim là lụm luôn. Còn chín nữa hả? Ừ. Lấy ra đi. Không gì. Từ. Ôi trời hổ dện nữa bạn ơi. Nhỏ. Ê không dện không gì vậy? Anh mở bao thứ. Con gắn gì hay thì vô cá vậy? Vô cá thôi hổ dện. Hồ đất rồi vậy mà. Mở coi, giống hồ đất quá vậy trời. Hồ đất rồi. Cắn gì lạ vậy. Mở coi, em thấy nó kỳ lắm. Hồ đất. Ừ, hồ đất gì bạn ơi. À, đây có hồ đất luôn nha. Trời ơi, cha ơi, cha xanh mày đẻ đó giờ tụi mới thấy hồ đất luôn trời. Đây bẫy gì luôn. Ây da. Ủa sao đó, nó đen bóng luôn nha bạn. Trong đây có hồ đất luôn ơi. Hồ đất nha bà. Hồ đất nó không phun độc. Cái dụng này có hồ đất luôn. Cầm bẫy gì luôn đâu có cái. Đâu có cái tay này. Nhìn em nhìn em nhìn kìa. Ba khoang luôn. Ở đây là Đồng Nai các bạn. Nhưng mà cái khu vực hôm nay là có hồ đất. Cái đuôi nó vàng nè. Bởi vì dùng ở đây là nó nước nhiều. Nó không phải như bên Dương. Thôi cái túi đó không được đâu nè. Lấy bẫy bữa nào đặt lại. Trời ơi trời. Dương lên Đồng Nai, Dương đặt 7 năm cho Đồng Nai, lần đầu tiên thấy con hổ đất có đen rồi nè bạn. Trời ơi trời. Đã dưới ta. Hết biết rồi, nó đang mung luôn á. Ba khoang luôn à. Con này thì nó cũng nhỏ bạn ơi, chứ nó không có to nha. Thì ở đây cái dạng nó nước chứ lắm mà. Nước quanh năm luôn mà, dùng mấy nước quanh năm. Thôi để anh em Dương đem con rắn này về. Rồi không có đặt lại, ai không có đem bẫy xi cua thôi bà. Còn làm gì mập chín không bội không đây rồi cho nó bư vẫn dính hả. Trời ơi ba lạng ông ơi. Thì ba lạng mấy thì bên Dương thì Dương không dính hô đất. Nhưng mà lần đầu tiên Dương thấy hô đất thì nó cũng hơi lạ là chuyện dĩ nhiên thôi anh em ơi. Giờ dính được còn hàng ba lạng nữa. Còn như con cắn con nhỏ thế này thì mình không quay cút bắt ra nha. Bẫy trộn không ơi. Đính đâm đó. Tháo bẫy rồi mà. Bẫy trộn. Đặt hai cái luôn rồi. Đâu trộn cho cái đất á. Đó.
Được không? Vô thành thành là đặc nhất của qua qua và đem đem mãi chân để bắt đi. Để chạy ngoài bắt các bạn ơi. Rồi bắt ngắn ra bạn ơi. Rồi bắt đi được. Ngắn này được 5 lạng. Hổ hành. Anh đi ngắn chuột ra đây. Chuột ra đây. Kệ đi. Bắt đi. Về bắt. Để bắt miếng. Cắp chuột đem về kho ăn rồi. Anh mới mốt đặt anh đời vlog. Ôi, còn chắc dám được 6 lạng, được chém 6 lạng. Nên ra bắt con chuột ra. Bắt con chuột ối luôn. Để nó hôi gần, để chịu nổi. Sáng còn nhít nữa kìa. Lỏng luôn nè. Gì vậy? Rồi lên coi đây, coi camera thấy cho anh em xem luôn hình nhé. Bắt ra luôn. Hình nhiều quá. Em cho anh em xem cái mình đã bắt. Tay thường xạ. Ở đây toàn hổ hành với hổ dợn gì, hổ đất gì đâu không mà. Hổ ngựa sao ít quá ta. Chứ bên dương các bạn là hổ ngựa nhiều lắm. Chuyên đặt cái là có duyên với hổ ngựa đâu. Uống lạng đi nha. Còn lạng cạnh tranh. Anh em đi giờ thấy cái dâu gừng rồi. Bà thấy dâu gừng chưa? Dương ngày bữa nay Dương mới thấy nè. Chứ dâu này dâu gừng. Cái dâu gừng này thì nó không có, không có ruột con vỏ không à. Đây ngồi chứ đi nè. Dương thử thử. À đúng mùi luôn. Dâu gừng đẹp ghê quá. Trái cũng ít chứ không được nhiều. Đây là mấy cái nhánh này là nhánh xong hôm nay chảy vô không. Lúa rồi. Lúa tiếp tục bạn ơi. Từ đặt phải đơn giản nha. Đây, dính rồi. Ngựa. Đưa đây coi. Ây trời, ngựa to lắm rồi. Trời ơi. Tích lục. Hồi ngựa này cái màu ngựa vàng bự lắm. Mở bao coi. Hình thức cột cút không cũng khó mở lắm rồi. Cố định đâu có thể dưng không. Rồi rồi mở đi. Được kéo quá luôn đi. Tính tạm dừng cái cho nó lẹ. Chà rồi con ngựa. Khổng lồ luôn à. Trời ơi ngựa này ký lô khỏe luôn ơi. Ký khỏe luôn á. Đem cái này lại cho anh rồi. Bự lắm bự luôn. Thì những cái bẫy này là cái bẫy mới. Mới đặt và ngày hôm nay là anh Tư Dương cũng mới thăm luôn mà. Tại vì chuột năng lúa ít. À, thì mình quay clip này thì mình kêu bằng như là mình phải phải chia sẻ và biện minh cho mình để thôi nhiều anh em xem lên anh em không biết lời nói mình bắt gắn bỏ vô này kia kia nọ chứ thật sự với các bạn đi săn bắt mà dính được con ngắn rất là mừng luôn à. Quá đã luôn. Ê, ê. Giữ mấy dây giữ mấy dây đang cần lấy mình cần nó coi. Ồ trời đó anh muốn quắn gắn nôm gắn anh Thư. Má trời ơi là trời ký. Ký khỏe con này ký chắc luôn mà. Bự lắm bự. Hàng khủng. Bỏ vô. Bỏ cái đầu vô. Rút tay ra. Rút tay ra. Lần từ từ. Cái xào nữa hả anh Mập. Coi. Đặt xin cô lừa ta. Cái bãi này không dính nè. Mấy cái thế ở bên đây đó các bạn. Là cũng là cái
bài bản đặt nó gắn lắm á, trời cũng rất là ngon im. Mà thế nhưng mà phải quan trọng có gắn nha bạn, đã cuốn luôn rồi thôi, anh ấy cuốn luôn rồi, lý do là không dính, lý do là kiến quá kiến, quá kiến rồi. Đây là thế thằng không à. Cái mùa khô này thì mình đặt bẫy mình phải lựa thế thằng như thế, thì điểm như thế này rồi nó dính. Thì ông anh Tư của Dương thì ngày hôm nay thăm cũng ít bẫy mà có tầm 50 cái vậy. Thì hồi sớm giờ nó dính cũng khá bộn mà. Tại vì lý do là bẫy nhiều thì Dương cũng lựa những ngắn to quay thôi. Thì cuối cùng mà Dương cũng tổng thành quả cho anh em xem. Đặt thôi cho thăm. Trời ơi đặt. Anh đang đi kiếm cái chỗ đặt cái bẫy nữa mà. Rồi, thì nãy giờ anh em của Dương mà vô toàn bộ khu này nè. Thăm mười mấy cái nữa nhưng mà nó không có dính nha. Thì anh em nào mà ở bên Đồng Nai có vô tình xem được clip của Dương và thấy cái lợp mà 8 ly, chiều cao 8 ô, chiều ngang 11 ô thì cũng đừng có lấy nha. Thì bẫy của ông anh Tư của Dương, ông từ dưới miền Tây lên đây là ông mưu sinh bạn. Vô đây thăm nãy giờ mười mấy cái mà chưa dính con nào hết. Thì sẵn đây Dương, anh cũng hết bẫy rồi, Dương tổng thành quả cho anh em xem. Thì tổng thành quả đã cho anh em biết là gắn ngày hôm nay anh em mình đi đặt bẫy đó thôi. Anh em xem nhiều khi anh em không hiểu nói mình diễn chiêu trò nữa. Đây là con cá hô đất mà. Thì ngày hôm nay mấy anh em Dương thăm 50 cái bẫy. Nói chung cái mùa nắng mà đặt được như vậy á là cũng dạng là nó may mắn lắm đó bạn ơi. Thì trong đây là có những cái số gắn, nó con gắn nhỏ nhỏ, Dương không có quay, Dương chỉ quay những con gắn bự bự thôi à. Được con hô dành cả ký lô, con ngựa này khoảng cỡ ký mốt mà. Được con hành nhất nữa, chứ một mớ hành 2-3 lạng. Thôi thì ngày hôm nay 50 cái bẫy cũng đã kết thúc rồi. Thì cũng cho Dương gửi lời cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã dành chút thời gian của mình ra để xem clip của Dương và ủng hộ đồng hành cùng Dương trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn em vào những video kế tiếp nha. Chào anh em, các anh Tư.